Chiều ngày 25 tháng 3, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thiếu niên tử vong do đuối nước. Theo đó, vào chiều cùng ngày, ba học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Lương Văn Chánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, cùng một em tên K đã nghỉ học, rủ nhau đi tắm biển tại khu vực bãi tắm đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Đến khoảng 15 giờ, bốn em này bị đuối nước. Sự việc được người dân phát hiện và kêu cứu. May mắn, ba em học sinh lớp 7 được người dân và lực lượng cứu hộ cứu sống, đưa vào bờ an toàn. Riêng em K đã tử vong, lực lượng chức năng sau đó đã vớt được thi thể. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em K cho gia đình lo hậu sự. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực bãi biển xảy ra sự việc nêu trên, lực lượng chức năng đã cắm bảng cảnh báo biển động, dòng chảy phức tạp, nguy hiểm cấm tắm.